Thưa quý vị, sau bài phát biểu của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng với tham luận về chủ đề một số bài học từ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã được các đại biểu dự đại hội và các cơ quan thông tấn báo chí đánh giá cao. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng trong sáng nay. Tôi thấy đây là một bài tham luận hết sức là chất lượng và thứ hai thể hiện rằng cách nhìn thẳng thắn từ thực tế của thành phố Đà Nẵng và qua một nhiệm kỳ đảng bộ chính quyền thành phố Đà Nẵng đã dám nhìn thẳng vào sự thật và để cùng khắc phục những hạn chế và thứ hai thực tế những gì mà Đà Nẵng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đã là một cái thực tế để chứng minh rằng là cái sự đoàn kết thống nhất và cùng nhau khắc phục sửa chữa những hạn chế khuyết điểm. Theo dõi cái đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 thì tôi đánh giá khá ấn tượng sâu sắc với cái bài phát biểu của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Một bài phát biểu tham luận ngắn gọn, xúc tích, tuy nhiên thì đã nhìn thẳng vào sự thật cũng như là đưa ra những cái bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác xây dựng đảng cũng như là giám sát kỷ luật đảng.